3 dấu hiệu nhận biết sữa mẹ chữ đông bị hỏng mà mẹ cần phải biết. Thứ nhất là sữa có mùi lạ hay là mùi chua, mùi tanh hay là không được thơm ngậy. Nguyên nhân cũng có thể là do chế độ ăn của mom chứa nhiều thực phẩm tanh hay là gia vị nóng dẫn đến mùi vị sữa bị lạ, hoặc khi mom phải sử dụng thuốc kháng sinh, hay là khi chữ sữa không tiệt trùng cẩn thận dụng cụ hoặc vệ sinh bầu ngực chưa sạch, bảo quản sữa không đúng cách dẫn đến việc sữa bị hỏng. Thứ hai, nhìn vào váng sữa để lấy ra khi hâm sữa. Trong thành phần của sữa mẹ có hàm lượng chất béo không nhỏ, do vậy việc sữa nổi váng là điều rất là bình thường. Khi lắc đều bình thấy lớp váng hòa cùng với sữa nghĩa là chất lượng sữa vẫn còn tốt. Ngược lại, nếu thấy váng nổi lên trên bề mặt dù lắc vẫn tách biệt hẳn với lớp sữa thì rất có thể là sữa đã bị hư hỏng quá hạn, cần phải loại bỏ và không cho con dùng. Nếu sữa mẹ da đông có cặn trắng thì cũng không đáng lo ngại, vì nguyên nhân có thể là do mẹ uống ít nước nên lượng sữa bị đặc và khó tan. Vẫn có thể cho con ăn bình thường nhưng mẹ nhớ bổ sung nước nhiều hơn vào cơ thể nhé. Trước khi cho con ăn thì mẹ nên nhớ thử vài giọt để kiểm tra xem có mùi vị lạ không nhé. Bản thân con cũng rất nhạy cảm với những thay đổi này nên việc con quấy khóc không chịu ăn cũng là dấu hiệu cho thấy sữa có vấn đề. Khi chữa sữa thì mẹ cũng phải lưu ý là ghi lại ngày giờ lên túi để kiểm soát thời gian sử dụng nhé. Ngoài ra thì cũng có một số nguyên nhân dẫn đến sữa bị hỏng mà mẹ cần lưu ý, như là dồn chung sữa chữ với sữa mới vắt vào cùng một bình cho con ăn, hay như là mom để sữa ở cánh cửa tủ lạnh ngăn mát nhưng mà do tủ lạnh mở ra mở vào nhiều lần khiến nhiệt độ bảo quản không được đảm bảo, hay là khi chữ đông sữa thì mom để quá đầy sữa vào cùng một túi dễ khiến sữa bị tràn ra ngoài, bị hỏng và sinh sôi vi khuẩn. Mom cũng cần nhớ là không được dùng lò vi sóng để làm nóng sữa nhanh, cũng như là khi giã đông phải để từ ngăn đá xuống ngăn mát trước rồi hãng bỏ ra ngoài nhé. Con sơ sinh thì có hệ tiêu hóa rất là yếu nên nếu cho con dùng với sữa hỏng hết hạn sẽ dẫn đến tình trạng như kiểu bị tiêu chảy, nôn mửa, nặng hơn thì có thể co thắt dạ dày hay là ngộ độc thực phẩm, thế nên là mom lưu ý nha.